Đào nói người khác chứ đâu có nói tôi đâu. Nè chị Đào, chị Cúc, nói này nghe nè. Anh Sơn anh nói chị nói lén gì tôi vậy hả? Nói anh và cô Lan chứ còn ai vô đây nữa. Trời ơi đẹp quá anh Thanh ơi. Anh nhìn kỹ coi nè, cô nào cô nấy tết chức bận quần áo đủ màu sửa soạn đẹp hơn những mấy ngày đi cấy đó. Nghe đây nghe đây, nghe đây nghe đây, truyền cho dân chúng hay. Chúa đi phong quang, nguyện tiên du sắp ngang qua làng Ném. Nghe đây, nghe đây. Chúa làng Ném ơi, Chúa làng Ném ơi. Thôi. Im. Chưa quan nguyện. Cầm. Mà chuyện gì? Chuyện gì? Chúa cộng đơn. Bỏ năm cũ bước sang năm mới, tri huyện tiên du và dân chúng làng Ném kính chúc thượng công vạn thọ. Quan huyện hãy bình thân, trẫm được biết nhân dịp đầu xuân năm nay toàn dân hân hoan vui vẻ đón xuân sang, nên trẫm đi dạo khắp nơi từ nội thành đến các làng mạc xa xôi để nhìn thấy tận mắt cảnh đón xuân của toàn dân như thế nào cho thanh thản lòng trẫm. Mà đây là đâu vậy Khanh? Bẩm thượng công, đây là đình làng Ném. À, đình làng Ném. Ok, làng Ném đẹp thật. Đúng với cảnh đầu xuân, toàn là những bông hoa tươi đẹp quá. Quan Huyện. Dạ. Quan Huyện ơi, ta thấy một cành hoa đẹp nhất là Khanh hãy đòi cô bé ấy đến huyện đường cho ta. Bẩm thượng công, thần xin tuân mạng. Bây giờ kính mời chúa công về huyện đường nghỉ ngơi kẻo mệt. Đường xa ai Khanh có mệt lắm không? Bẩm thượng công, gió đất nước từ các đồi xa thổi lại, hương quê từ nương dâu ruộng lúa dâng lên, hình như có sức nhiễm màu làm nhẹ nhàng tâm não, nên thần thiếp không thấy mệt nhọc như ở hoàng cung. Nếu thỉnh thoảng đi dạo chơi thế này, chắc ai Khanh thích lắm. Vâng, thích lắm, nhưng thần thiếp còn muốn một điều. Ai Khanh muốn điều gì, cứ nói. Dạ, từ ngày vào chầu thượng công, thần thiếp không có dịp về quê. Tiện đây thiếp xin thượng công cho thiếp về thăm cha già em dạy. Khanh cứ tự tiện, nhưng trong hôm nay Khanh phải đến huyện đường, ta cùng về vua phủ. Bẩm dân. Thị vệ. Dạ. Phò bà cẩn thận. Kìa Thanh, các anh chị đừng quá thủ lễ như vậy. Dầu sao thì ta cũng là người cùng quê hương, dân còn chúc dân dương của người dân quê qua hai mùa sắn dâu lúa mà
những tâm hồn mộc mạc yêu nhau còn phảng phất trên chéo áo vuông răng của các cô gái ngây thơ sống bằng nghề hái đà xác xơ. Nay trở lại quê xưa lòng hân hoan vô hạn, kìa Thanh sao nhìn chỉ bằng ánh mắt chẳng hài lòng. Nào đến đây mừng chị đi em. Bà gọi tôi tiếng em làm tôi thêm hổ thẹn. Đối với bà tôi không biết không quen, và tôi cũng không phải là người ruột thịt với bà. Thanh, tại sao em lại dùng những lời kia đối với chị? Đáng lý ra em hạnh diện khi có được người chị bà hoàng, rồi đây em sẽ được sống ngang hàng cùng các bậc quyền quý cao sang. Thưa bà, ý sống của bà là vàng thoi bạc nén, còn ý sống của tôi là hiếu nghĩa là tình. Bà ơi, trước kia ba cha con ta cháo rau nghèo khổ, có lẽ vì không chịu nổi cuộc đời sớm đắng chiều cay nên bà chị của tôi phải bỏ cha và em dạy đi tìm giàu sang nhung gấm. Đến ngày cha chết, chị tôi cũng không về quê để mà vuốt mặt nữa. Thanh, em đừng nói dại như vậy. Ngày cha chết chính là ngày chúa công mở hội, nếu thiếu chị thì chúa chẳng được vui. Em hiểu cho chị mà, em hiểu cho chị vì chồng mà mang câu bất hiếu. Chị có biết đâu trong một túp lều sơ xác, gió âm thầm đưa tiễn một linh hồn sầu vĩnh biệt thiếu tình thương phụ tử. Còn chỉ vì quyền quý cao sang mà chị trở thành một đứa con bất hiếu vong tình. Thanh, chị ơi sao chị nỡ quên đi câu đạo nghĩa căn thường. Đã bao tháng năm chị lớn lên bằng mồ hôi nước mắt của mẹ cha, và nuôi chị bằng giọt sữa thương yêu, bằng dòng máu tươi trong huyết quản khổ cực gian lao. Rồi hôm nay vì giàu sang địa vị sống nơi cung vàng điện ngọc, đã làm cho chị không còn hiếu đạo đành quên đi câu phụ tớ thắm tình. Em Thanh, em đừng nóng nổi hiểu lầm mà nỡ nặng lời với chị, trong khi chị về tìm em để tận hưởng giàu sang. Thôi, chị hãy im đi, đừng nói nữa. Chị đừng nói nữa khiến cho tôi càng thêm căm tức. Chị còn nhớ thuở hàng chi ma cho con sống đạm bạc với mái gia đình, tuy rách trước dọc sau nhưng đậm nghĩa đậm tình. Cha thì vào rừng đốn củi, con thì hái trà đổi gạo để nuôi thân, rồi cơ tạo lá lai khiến ngày nay chị trở thành một bà hoàng cao sang, thì chị đâu còn thiết nghĩ gì đến hồi cơ cực nữa chứ. Thanh ơi, em đừng gợi lại chuyện xưa, đừng gợi lại chuyện xưa khiến cho chị càng thêm đau khổ. Phải rồi, chị không đau khổ sao được, khi mà chị đã quên rồi những đêm thâu cha ngồi hơ lửa ấm cho hai con, đến những bữa ăn cha cũng đã từng nhịn miệng để nuôi con. Sao mấy lúc này em thấy buồn bực quá à? Dường như linh tính báo sắp có điều gì không đẹp xảy đến với chúng ta.
làm sao biết được chuyện ngày mai em? Cô biết chăng chỉ là những điều phỏng đoán mơ hồ thôi. Em gặp nhau sao không trao lời tha thiết, mà em cứ lo sợ vô vơ. Lan, em không nhớ anh sao Lan? Nhớ chứ sao không. Có anh á là anh không có nhớ em hả? Chứ em á thì san một khắc như thu dài vô tận. Hình ảnh của anh lúc nào cũng ẩn hiện trước mặt em. Gió reo mà em cứ ngỡ như tiếng cười rộn ràng của người yêu. Em mong hết sớm hết điều để đôi ta như chim liền cánh. Anh ơi cha mẹ đã vui lòng định đoạt hôn nhân. Phong ba ta vẫn không rời nhau để hơn trọn niềm ân ai. Nhưng anh ơi trong phút giây này em bồi hồi lo điều không dưng một nỗi buồn từ đâu đưa đến. Nếu phải xa nhau thì trọn đời em khổ đau. Cô Lan đây rồi. Chào cô Lan. Dạ kính chào quan huyện. Có lệnh tối thượng cho dời cô Lan đến hầu việc. Dạ thưa ông, có việc chi vậy? Việc của cô Lan kìa, tôi có mời anh đâu. Nhưng thưa ông, tôi là chồng sắp cưới của cô Lan mà. Sắp có chồng à? Nhưng việc ấy không có quan hệ. Và tôi cho cô hay một tin mừng nhất cuộc đời cô. Những tin mừng ấy ra như thế nào? Nhan sắc kia đã làm đẹp mắt vua, nên thượng công đi truyền lệnh tiến cung cô rồi. Hả? Tiến cung? Trời ơi, anh Thanh ơi, anh Thanh ơi, em sợ quá anh Thanh ơi. Tin mừng của ông nhưng lại là tin buồn của chúng tôi, ông có biết không? Thôi thôi, đừng có lắm lời mà rơi đầu cả bọn. Cô Lan hãy đi ngay. Trời ơi, tôi đi đâu đây? Anh Thanh ơi, phải chăng em đi vào ngưỡng cửa đời tuyệt vọng? Em đi sâu vào kiếp sống bẻ bàng. Quê hương tôi lắm nẻo huy hoàng, sao người ta nỡ bắt tôi đi vào cung hoàng không ánh sáng. Em Lan, do yêu đương bỗng dưng cuồng loạn, để cho cánh chim yêu bạc gió giữa trời cô đơn. Người đi chôn chặt mộng yêu đương, kẻ ở nặng sầu thương. Một chuyến đi không hẹn ngày xuống nghiệp. Ôi ly biệt quá nào nùng lệ thắm đôi. Cầu xưa lối cũ vẫn còn đây, mà nàng sẽ đi đâu? Nơi có tiếng khóc nao nề, em sẽ giữ mãi lời thề. Cung vàng điện ngọc hay quyệt tối hồn em.
thần tài xế ra. Chúng cô lăn lên được, thay không ích lợi gì. Nhanh lên, nhanh lên. Quan huyện mi là hung thần hay là ác quỷ mà chẳng có chút thiên lương gì? À, mày dám động cái tao nữa hả mày? Được rồi, lên đầu. Dạ. Giữ nó lại. Nhà mời cô lăn. Thần ơi, cứu em anh thần ơi. Ôi mày. Thiệt thần ơi. Em ơi. Anh thần. Bẩm thượng công, dân lệnh chúa công, hạ thần đã dời người đẹp về đây, còn đứng bên ngoài chờ lệnh. Cho vào. Dạ. Ok, cô bé, đừng sợ hãi. Lại đây, càng lo sợ vẻ đẹp càng tăng thêm. Rồi đây ta sẽ đưa nàng lên tột đỉnh cao sang. Thượng công, xin thượng công buông tha cho một cô gái quê hèn mộc mạc, vì tiện dân là gái sắp có chồng. Thượng công đừng rẻ thuy chia quyên, đừng để đàn lòng lỗi biến sai cùng. Bao nhan sắc yêu kiều quyến làm đẹp giả thượng công. Còn tiện dân trước giữ vẹn một lời nguyện, cùng người yêu tròn mong. Chờ thì đò nỡ nào tắt bến sang sông. Càng gian xin ta càng thấy yêu nàng hơn tất cả. Sự thèm khát đã dâng ngập lòng ta. Nàng đừng mong thoát khỏi ta. Đến đây phía ta. Đến đây. Đến đây phía ta. Thưa công ơi, tôi đại ngài. Thưa công ơi, tôi đại ngài. Thưa công. Sầu vẫn tràn cũng nổi, hận quán ngập thêm quá. Nhớ thương về quê cũ, lệ thảm mãi gian qua. Bẩm lệnh bà, em đã về đây. Ơ kìa, Tâm, thế nào em? Đặng Dương Phi vui lòng tiếp ta chăng? Bẩm lệnh bà, đã không bằng lòng, mà Đặng Dương Phi còn nhắn rằng, khi nào lệnh bà đến Từ Giả để rời cung thất, hoặc vĩnh biệt cuộc đời, thì Đặng Dương Phi sẵn lòng tiếp đón và tiễn đưa. Trời ơi, Đặng Dương Phi độc hiểm đến thế à? Trước sau gì ta với bà cũng quê làng ném, gánh trà tưới đi bán chợ Lũng Giang. Bẩm lệnh bà, vì lẽ cùng quê với bà, cho nên Đặng Dương Phi ghen tức. Đặng Dương Phi chỉ muốn một mình hãnh diện với xóm làng. Tôi biết lắm, tôi nhớ rõ lắm. À, Lan ơi Lan, đợi chị đi với, đợi chị với Lan ơi. Chị đi mau đi, chị phải đi mau một chút đi. Nếu trễ chợ phiên tan hết, cánh chè xanh này còn nguyên thì em bị đòn đó. Em đừng có lo, chợ Lũng Giang người ta nhóm trưa lắm. Còn sợ bị đòn á, thì thì chị sai thằng Thanh qua chịu thế cho. À, chị này kỳ ghê hà. Lúc nào cũng đem anh Thanh ra để ghẹo em hoài hà. Cỡ cũng chết vậy đó. Hả? Mắc cỡ hả? Làm như còn nhỏ lắm vậy đó. Nè, chừng vài năm khi đến tuổi cao trầu, xin ba má cho kết xe duyên nợ rồi nhờ.
còn nhỏ dài. Hứa thì hứa, cho đến khi tóc bạc đi là răng long cũng không có chồng. Ê, chắc ăn ôm bụng. Em dám cam đoan thề xin suốt kiếp làm vợ thằng Thanh, em dâu của tôi. Ê, chị này kỳ quá à. Hai năm sau, câu chuyện vui đùa ấy vô tình đã thành sự thật. Nghĩa là bà và anh Thanh đã yêu nhau và sắp cùng nhau nên vợ nên chồng. Hơn một tháng qua giam thân vào cung nội, ta chỉ tìm được nguồn an ủi ở tâm thôi. Lần đầu tiên với tâm ta thổ lộ tâm tình, Tam hãy ráng giữ lời cho kín đáo nha. Vâng, bẩm lệnh bà, em xin hứa. Em nhớ lời ta dặn, khi ta thưởng tiền cho ban hát, ta mới trao phong bạc tận tay Thanh. Trong ấy có một bức thơ nói rõ sự tình, và điều quan trọng hơn hết là ta xin chàng đón ta trốn khỏi hoàng cung tâm tôi. Trời, lệnh bà toan trốn khỏi hoàng cung. Bẩm lệnh bà, việc ấy em e nguy hiểm lắm. Xin lệnh bà hãy suy nghĩ lại. Đành rằng nguy hiểm, nhưng nếu may thoát được, ta sẽ sống trọn vẹn kiếp con người đáng sống. Sống mình mẹ cha, sống trong lòng che chở tha thiết của chồng. Có lắm khi ta muốn xé cho tan màn quá cho ánh sáng tràn vào cũng thất, và có lắm khi tâm bóp nát cung vàng điện ngọc để cho tình thương nảy lọc trên đổ vỡ quán tàn. Tình chồng vợ nghĩa cha con không chia cắt bởi cung son, không tan nát bởi thềm rồng. Làm sao đủ sức dây dùng với hai cánh tay yếu mềm, dấu lòng nặng môi căm hờn, hỏi sức sống của muôn người hãy thức dậy cùng ta. Bà ơi, kêu sao cho thấu lòng người, hoàng cung ngăn cách cuộc đời, cầu mong bà thoát khỏi nơi này cho duyên tình cũ mặn nồng. Người ở lại sông bé bàng, hy vọng những ngày tàn ánh sáng sẽ về đây. Đó là ước vọng ở lòng ta. Bẩm lệnh bà, ban hát làng ném vào nội thành, và thượng công cũng muốn cùng bà xem hát. Cho ban hát ở tạm cung bên cạnh, truyền cho họ hát tuồng Lưỡng Biển Trời nhé. Bẩm dân. Thần thiếp chúc thượng công vạn thọ. Ai khanh hay bình thân, không cần quá thủ lễ như thế. Đội ơn thượng công. Khanh à, ta không được khỏe lắm, nhưng mà không nỡ để cho ai khanh xem hát một mình. Hơn nữa ta muốn thưởng thức tài nghệ của ban hát làng ném mà ai khanh thường khen ngợi. Bẩm thượng công, làm gì cũng không hay bằng cách xem hát ở kinh, nhưng thần thiếp xem quen nên quá ra hay cũng có. Không, không hẳn như thế. Có nhiều cái hay đẹp ở làng quê mà kinh thành không tìm đâu ra, như ai khanh vậy. Làm gì tìm được một Trần Thị Lan ở đất kinh kỳ này. Thượng công, thượng công chế giễu thần thiếp đó à. Ai khanh quá nhung nhường thì thôi. Cung nữ. Dạ. Dâng trà cho thượng công giải khát, và truyền thái giám đòi cho ban hát trình diễn nha. Dạ. Bẩm thượng công, theo thần thiếp thì xử sự như vậy nghĩ tội nghiệp cho Lâm Túc Yên và Lưu Kim Quê. Tình yêu chưa tương ngộ đã vội chia lìa. Giả sử thì họ đặt như vậy, chứ có thật ở đâu mà thương chứ tiếc.
đa sầu đa cảm. Bẩm thượng công, tuy biết rằng đó chỉ là một màn kịch đau thương trình diễn trên sân khấu, nhưng nó cũng thể hiện phần nào đúng sự thật, thì không thể nào che giấu được sự thương tâm đau khổ. Cho những ai còn có được lòng nhân đạo của con người, cho nên trong lớp tuồng có cái góc mà cũng có lúc cười. Như hiện giờ đây, tình thương đều trút về người con gái, khi mong ban đầu đành phải vỡ tan, đành cất bước sang ngang cuộc phàn duyên tư tốc. Mà lòng nàng thì cố gượng ép con tim, nên dù có điện ngọc lầu son sáng rực, chỉ gợi thêm nỗi nhớ niềm thương cho người bạn chúng tình. Đã biết rồi, nhưng khách nên hiểu rằng cả những người con gái ở thế gian này, ôi mê ai lại chan chê nếp sông giàu sang nhung lụa để giữ trọn tình chung thủy với người xưa đâu. Dạ, bẩm thượng công, lời của thượng công vừa nói nó chỉ áp dụng cho dạng tình yêu đâu phải mua bằng gấm nhung vàng bạc, hay băng rẻ cái tơ đào, mua tiếng bạc như vui. Sở dĩ nàng mãn câu dông thề bội ước là vì nàng bị bạo lực tấn công. Cho nên buổi chia tay cùng người ước thề, nàng đã âm thầm tuôn ngấn lệ. Ai khanh à, giả sử họ đặt ra như vậy, chứ có thật ở đâu, thương tiếc cho uổng công. Đời các nhà văn ai tưởng tượng quan đường, gây xúc cảm cho người đến xem đây kim gạo nuôi thân. Nhưng tiếp nghĩ rằng chuyện đây có thật nên mới viết ra tuồng, khiến kẻ thưởng thức phải ngậm ngùi xót thương cho đôi lứa quyến hương. Tuy yêu nhau nhưng phải cam cách biệt, đôi đàn rẻ chia thảm thiết biết bao. Ái khanh đừng buồn những chuyện không đâu, đó là tuồng giả sử ngoại lai. Hỡi đâu bận giả xót thương cho nhọc, hãy vui vẻ lên cùng ta hoang lạc bỏ những ngày đám bạc. Thôi ta đã mệt rồi, Ai Phi hãy đưa ta vào trong ngơi nghỉ. Bẩm dân, nhưng để thần thiếp thưởng tiền cho họ. Cung nữ, dạ, truyền thưởng tiền cho ban hát nha. Dạ. Đội ơn thượng công và lĩnh bà. Lĩnh bà Trần Thị Lan ơi, trông thấy mặt nhau mà dường như hai phương trời xa cách. Bạn đàn yêu không hòa nhịp duyên tình, Lan gượng cười để khóc với lòng mình, khóc với ngày tháng âm thầm trong cung nội. Phong bạc này Lan thưởng cho anh kép hát, hay chút tâm tình Lan gửi bạn yêu xưa. Phải, tất cả tâm tình tha thiết ngây thơ được phong kinh trong hai lớp giấy màu thương. Hãy mở ra đi, hãy mở ra xem những lời nức nở sầu thương. Theo tháng ngày chôn chặt tại
anh hãy theo đường của cung nữ Kim Tâm. Canh ba khi dịp trống gõ canh tàn, em trỗi khúc trường tình quán nào nùng. Khi cung tần tắt đèn lòng, anh sẽ đến đón em. Hoa cung tần ta nối lại tình duyên xưa, nối lại tình xưa ấy là nắm tay nhau lên miền tiên cảnh, quạt xác bên nhau dưới lòng đất lành đau hờn. Chi tuyệt đối hơn là quyền lực của kẻ đã bẻ gai cung đàn. Họ có quyền trong tay sẵn sàng sanh sắc, nhưng con người dám chống lại luật triều nghi. Cho nên lịch sử từ ngàn xưa để lại có biết bao nhiêu người con gái ngẫm sầu đau khi phải dâm thân trong thâm cung sầu hận, và mạch sống trong tim thường nổi lên những trận ba đào. Vì thế người con gái nạn nhân ấy mới có ý nghĩ táo bạo để thoát cung tần. Chỉ cần sự gan dạ liều lĩnh, biết đặt tình thủy chung trên mọi trở ngại của người tình như anh là được. Phải, chỉ có những trái tim cuồng nhiệt mới kiên gan liều lĩnh bé gái xiềng gông mà giải thoát bạn chúng tình. Nhưng tôi nhìn đám vệ quân mà tôi e ngại sức cả mình. Không, thì trong tim tôi chưa cạn dòng máu đỏ là chữ chung tình chưa dễ quên đi. Huống chi nàng đã thổ lộ với tôi bằng tất cả nỗi lòng trắc ẩn, thì tôi còn ngại ngùng gì bổn phận của kẻ mài râu chứ. Tôi sẽ nguyện sáng bằng chướng ngại để cùng cố nhân nối lại mộng ban đầu. Người ơi, khi hai con tim chung một nguồn hoài bão thì có xa gì nguy hiểm gian lao. Dù phải chết bên nhau cho tròn lời đính ước, cũng toại lòng chúng nở nụ cười duyên. Nếu người quyết tâm giành lại bản đại trang thì có bao kẻ đồng tâm hiệp lực để hoàn thành ý định giải thoát kiếp hồng nhan, cho em khỏi lìa loan phượng khỏi xa hoàng. Tâm tình tôi đã ngán bài, nếu thương bạn cũ chớ nài hiềm nguyên. Đêm nay thoát khỏi cung chi, vui đời hạnh trọn thề ngàn năm. Cảm ơn cô, ân nghĩa này không biết bao giờ tôi đáp được, xin từ giả cô. Tâu Dương Phi có thái giám xin vào cấp báo điều cơ mật, truyền cho hắn tới đây. Thank you.
sai một tiếng à. Tàn canh ba đêm nay, đèn trong cung dục tắt. Đôi gian phu dâm phụ sẽ nắm tay nhau thoát khỏi cung tần. Thưa lệnh bà. Ô kìa, Tâm, ta đang trông em đây. Có lẽ hôm nay tinh thần lệnh bà đã được sảng khoái, nên khẩu hứng có vẻ nhẹ nhàng thanh thoát. Tâm sự của ta, Tâm đã hiểu nhiều quá rồi. À, thưa lệnh bà. Em lên đèn đi. Dạ. Thưa lệnh bà. Kìa, Khê Trung Hầu, có việc chi vậy? Thưa lệnh bà, nhân qua cung Thái Phi có việc, thần tạc qua đây thăm lệnh bà trong đôi phút. Cảm ơn Khê Trung Hầu. Sẵn đây ta xin hỏi Khê Trung Hầu chút việc nhé. Đêm qua ta nằm mộng, thấy mình trèo lên một cây tùng để bắt một ổ chim. Bỗng trận gió thu thổi qua, cái tùng tróc gốc, ta rơi xuống nhờ một đám cây bìm bìm đỡ nên khỏi chết. Đêm ấy lành hay dữ? Thưa lệnh bà, cứ theo mộng mà đoán thì lệnh bà sẽ gặp một tai ương. Hả? Chuyện như thế nào? Xin Trung Hầu nói cho ta nghe. Tai họa ấy ra sao? Kéo lòng ta bàng hoàng lo âu. Lệnh bà an tâm, mộng kia trước dữ sao lành, những mưu cơ sẽ bất thành, số phận bà phải cam đành, sống chết ở nơi đây. Trong kim mộc thủy hỏa thổ thì tùng kia chính là nghi mộng. Theo ngũ hành thì kim đứng hàng đầu, mà người đứng đầu là thượng công. Vì vậy người gieo tai họa cho lệnh bà là chúa tinh đô dương. Khê Trung Hầu người biết rõ chuyện, lệnh bà kẻo rơi đầu cả hai. Trời ơi, làm sao bây giờ? Thần đã biết chuyện Quán Âm Độn để đoán mộng mỹ vị lai. Theo trong giấc mộng thì lệnh bà sẽ gặp tai nạn to, nhưng thoát chết nhờ một bề tôi nhỏ bé. Vì vậy tiểu quan khuyên lệnh bà đừng nên mưu toan việc gì. Tiểu quan xem sắc của lệnh bà có vẻ suy lắm. Trời ơi, nếu chẳng sợ việc đớn đau rồi đây sẽ xảy đến, ta cam chịu riêng mình niềm xúc cảm. Đau đớn âm thầm chẳng biết làm sao. Sở muôn phần những chuyện khổ đau càng thêm tới tấp, mà muôn mũi tơ dò đang quay cuộn lòng ta. Khê Trung Hầu thần khuyên lệnh bà bớt nỗi âu sầu,
đời lắm trớ trêu vì lòng người ham dục vọng nên mới xảy ra lắm điều ngang trái phân ly chia rẽ đôi tim của mối tình thơ mộng đành sống dở dang bao tháng ngày sẽ tàn lụng theo cơn gió lốc phù phàng. Cảm ơn, ta cảm ơn Khê Trung Hầu. Không xong rồi, Linh Bà ơi. Sao, thế nào? Em vừa ra đến hồ Long Nguyệt, nhìn qua bốn phía hào thành, thấy vô số cấm vệ binh đang lấp ló dưới chân tường. Có lẽ cơ mưu của mình đã bị bại lộ. Trời ơi, thế là hết. Chàng sẽ bị bắt, ta cũng sẽ đánh chết mà thôi. Xin Lệnh Bà tỉnh tri. Dầu sao thì người hẹn của Lệnh Bà cũng sẽ trèo qua tường ngự quyển mà vào đây. Lệnh Bà nên tạm lánh nơi này. Khi nguy hiểm, em sẽ là người thế mạng. Hả? Tâm? Em? Dạ. Trời ơi, không, không được. Lệnh không Bà được. Làm sao ta lại đổ lỗi cho người khi chính ta là người trong cuộc? Không, không thể nào, không thể nào Tâm ơi. Và ta cũng không thể sống vui khi Đặng Thanh bị bắt. Thanh ơi, em nguyện cùng chết với anh. Anh hãy đến mang em đi, dầu phải đi sâu vào vực thẳm. Không nên đâu Lệnh Bà. Lệnh Bà ơi, nếu Lệnh Bà không lánh mặt, cả hai người sẽ nắng tôi. Thôi, Lệnh Bà hãy đi đi, đừng do dự. Tâm. Lệnh Bà, hãy đi đi, mau lên. Tâm, ta đi. Dạ từ Tâm. Dạ. Ta đi nha. Em Lan, anh đã vào đây. Em Lan, sao em không mừng rỡ? Hãy đi với anh, hãy đi nhanh với anh đi em. Đi đâu? Chúng ta để cho ngươi được tự do leo qua thượng quyển, vào nội cung mang một nhan sắc ra đi. Đêm không trăng che giấu chuyện ly kỳ, chuyện châm loạn cho bà Tần Phỉ và tên Thường dẫn đốt mặt. Lên kia, hãy đưa tay chịu trói cho mau. Khoan, ta cần gặp mặt một người. Ta cần muốn biết nàng là ai. Thôi ta đã hiểu rồi. Người yêu cũ đã gạt tôi vào cạm bẫy để hủy diệt tôi một thể xác đa tình. Khốn kiếp. Hãy chặt đầu ta đi, hãy giết ta đi, để mắt ta khỏi trông thấy một người quen đang ngất ngưỡng học làm sáng mà còn ngưỡng yêu. Đồ thất phu. Hãy lật mặt hắn cho ta xem. Kìa, Đặng Thanh, em trai tôi. Trời. Phải, tôi là Đặng Thanh. Còn bà hãy cười nữa đi. Cười nữa đi. Cười đi hỡi Dương Phi họ Đặng. Hãy cười nữa đi cô gái hay trà xâm. Cười lên cho thỏa mãn lòng độc ác của kẻ tranh đua mà thắng cuộc. Cười lớn lên cho ác lời thổn thức của một con tim rạn nứt vì bàn tay thế lực đã bóp nát giấc mơ. Bà hãy hãnh diện lên trong chiến thắng huy hoàng. Sự chiến thắng ấy sẽ tạo cho bà một kỳ công mỹ hậu làm sáng chói thanh danh.
mà rồi đây muôn kiếp về sau nữa, lịch sử ái tình sẽ dành một trang bi thảm cho những tâm hồn son trẻ đã gặp phải một người lầm và độc sâu ích kỷ kiêu căng, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà quên nghĩa phụ tình. Thanh, Thanh ơi, chị không ngờ sự việc như thế này. Bà hãy đưa bàn tay ngà ngọc mà vuốt dòng máu trên mặt của tôi đi. Đừng sợ bận tay nữa hỡi bà Dương Phi quyền quý, vì dòng máu đang chảy đây đã bắt nguồn từ quả tim trong sáng, biết yêu và tha thiết yêu nên chẳng ngại ngùng gian lao nguy hiểm. Trong đêm thâm tối đã lẻn vào cung cấm, đi cùng người bạn tình chung thoát khỏi nơi vàng son nhung lụa, về với nương khoai đồng lúa mà xây đắp một thiên đàng. Ôi bà đừng khóc nữa, hãy cười lên trên sự đổ vỡ tan tành của những phi tần trong chốn cấm cung. Từ đây bà sẽ thỏa mãn vì lòng mong muốn mà. Thanh ơi, chị nào ngờ sự thật sẽ trở nên cay đắng, mà chính mình đã tạo nên những niềm đau xót để nhìn thấy một thất bại chua cay. Vừa mới đây chị đã hồi hộp chờ khi trăng lặn khỏi cung vàng, để nghe tiếng trong điểm sáng canh nhìn cho rõ ánh đèn lòng trong phòng này vừa tắt. Chỉ lại cười với nụ cười ngạo nghễ, tự cho là cơn mưa của mình, tự cho là cơn mưa của mình đã thành đạt để thỏa lòng ganh tị ghen tuông. Khi nào ngờ bóng đen lướt qua giường ngự quyển lại chính là em, chỉ quan thù tiếng sau trong cung này chiều chiều gian vọng lại. Chỉ có ngờ đâu đó là tiếng hận ngàn đời của đứa em dâu mang nặng nỗi sầu đau. Còn Trần Tần Phi, chị không ngờ em lại là... Thưa linh bà, con là một thị nữ tầm thường. Ơ kìa, Tâm, ngươi là thị nữ, còn Trần Thị Lan đâu? Thưa bà, con là một thị nữ yêu đời tha thiết, tuổi biết yêu, nhưng chưa bao giờ nói đến tiên yêu. Rồi một ngày kia, nhan sắc đẹp về chiều, chết lặng lẽ như hoa mòn sinh lực. Cấm cung là ngục thất, thị nữ là tù nhân, Tĩnh Đô Dương là sứ giả của tử thần, kẻ thù của trinh tiết. Tôi không can đảm để tìm cái chết. Bỗng đêm nay tôi có dịp hiến thân để thế mạng một người. Từ xa tới nghe giọng quanh giặc lạnh loan, phá lẫn mùi hằng học điên cuồng của một kẻ nào nhắc đến Tịnh Đô Vương. Kẻ nhắc đến Tịnh Đô Vương là ta đây. Thế ra kẻ dâm loạn trong cung cấm không phải là Trần Thị Lan, mà lại là cung nữ Kim Tâm. Gã con trai kia, ba họ nhà mấy sẽ bị câu gì? Thượng công ơi, nhưng gã trai ấy là em của thần thiếp. À, em của Khanh à? Dân. Chỉ trừ ai Khanh ra, còn tất cả giam vào đợi lệnh. Thượng công, đưa đi. Thủ ngục, hãy mở cửa.
bà là ai? Hãy nhìn hiểu Tần Phi trên lồng đèn mà mở cửa. Dạ dạ, dạ xin mời bà vào. Anh Thanh, em đã đến với anh đây. Bà gọi tôi đây à? Đây là ngục tù của tử tội si tình, chứ không phải là hoàng cung của tấm lòng phản trắc. Không, em đã coi anh là nguồn sống, là ánh sáng trong tuổi qua niên. Em nguyền rủa những ai dùng thế lực quy quyền, chia cắt nở duyên của những cuộc đời son trẻ. Thôi thôi, hãy im đi, những người thủy chung bất nhất. Hỡi bà hoàng lộng lẫy của bội tình, bà nhìn tôi để thương hại một con vật hy sinh, để cho bước giàu sang của bà thêm bền vững, có phải vậy không? Không, anh Thanh, anh Thanh, vì cớ mưu bại lộ nên em đành mang câu bội nghĩa. Anh hãy hiểu cho em. Thôi thôi, hãy im đi, đừng nói nữa, hỡi kẻ bạc tình, hãy ở lại đây mà sống đời vinh hiên. Còn án tử hình ngày mai đây, ta cam tâm làm kẻ chết chung tình. Để chữ thủy chung được sơn bằng máu đỏ, đến ngàn đời sau khách chung tình sẽ đua nhau mà cả tùng. Và cũng có lắm kẻ bạc tình sẽ cười cợt mỉa mai. Anh Thanh, trời ơi, như bà đấy đã vội quên lời thương bên với tôi từ thuở hàng gì. Quên những tháng năm mùa màng thắc mắc vì thủy nạn thiên tai, tôi với bà đã chia sớt cho nhau từng bữa cháo bữa rau. Anh Thanh ơi, không bao giờ em quên những ngày nơi làng quê cơ cực. Anh đã che chở cho gia đình em lúc nguy nan, đến bao giờ anh cũng vẫn là nguồn sống. Sống để ta lãnh án tử hình, đã muộn rồi kẻ bạc tình, đừng hối hận ăn năn. Không không, xin đừng xô ngã đây nghiến nguyện rủa người yêu thương cô. Dù sống trong điện ngọc lầu sông, nhưng tâm hồn chết lặng ở bà. Tôi đã muốn đi mà muốn sống riêng mình, cũng không thể sống trong niềm sung sướng hạnh phúc bên một ông chúa già cằn cỗi tình thương. Nào ai biết đâu, đối với bà tôi, cung tần là ngục, tôi là nhục nhã yêu đương. Trời ơi, những trò âu yếm của tình đua dương, chỉ là những cực hình đớn đau khổ sở. Thôi thôi thôi, tôi không muốn nghe nữa, tôi không muốn nghe nữa. Các người đều như nhau cả, nói để che giấu những tấm lòng xấu xa đê tiện. Tôi hiểu thế nào là nỗi đơn đau của mình.
nhớ quê thương lũy tre làng, mong tìm lại hình bóng cũ dầu xa xôi. Nhưng bà ơi, đồi núi vô tình che khuất mất làng quê, để mỗi khi chiều về núi tuyết vọng theo tiếng chuông chiều lặng lẽ nặng nề. Người nói vậy nhưng tại sao lại gạt gẫm ta vào cạm bẫy chứ? Hả? Tại sao? Không, ông có nguyền rủa thì ông hãy nguyền rủa tôi đi. Vì chính tay tôi đã đẩy Lệnh Bà ra khỏi cung tần khi cơ mưu bại lộ. Vì tôi không muốn nhìn thấy hai tâm hồn cao đẹp phải liệm vô mỹ sống trong cung tâm tôi. Nhưng em Tâm ơi, đã bất lực trước án tử hình. Anh Tâm, em sẽ chết cùng anh cho trọn chữ giao thề. Ta cùng nắm tay nhau sang bên kia thế giới hư vô để đắp xây lại mộng đẹp buổi đầu tiên mà chúa tỉnh Đô Dương đã cướp quyền yêu và nghĩa sống thiêng liêng. Tâm, riêng em chỉ khuyên em đi mau thoát khỏi nơi này, mang tâm sự đắng cay của kẻ bạc phần ghi vào trang sử tình ái của cung tần. Tâm, đây áo phi tần em hãy mặc vào đi và xách chiếc đèn lồng để thoát khỏi nơi đây. Nhanh lên đi hỡi người ân có đau khổ. Lan, Lan ơi, tôi nghẹn ngào tức tới. Với đôi tay này không thể làm gì được, mà tôi rai rất trong lòng tôi càng đớn đau. Tâm đến đây nói ra sự thật, nàng vẫn chung tình một lòng tha thiết. Thật đáng ghi sâu mối ơn sâu nặng, tôi càng hiểu thêm nên lòng xót xa. Thanh ơi, em rất sung sướng được gặp lại nhau đây, dù trong phút giây vĩnh biệt. Ta cùng nhau khép kín đôi mi để giữ kỹ hình bóng bạn chung tình. Anh ơi, chúng ta được nói với nhau lời ân ấy sao cùng, để thỏa mãn lòng mong đợi thương nhớ bấy lâu nay, để cho vết ta một tù độc ác quanh đây chứng kiến sự thủy chung của hai tâm hồn đang tuổi thanh xuân đầy quá mộng. Khi đã yêu nhau thì chẳng xa gì sự sống chết của con người. Sẽ chết bên nhau chẳng phải là đã nói nhiều lắm hay sao? Thì nói thêm chi cho gợi lắm đau thương, đã trót nằm trong bàn tay định mệnh thì hãy cúi đầu mà nhận lãnh lấy số phận bạc phước vô duyên. Hãy gào thét lên đi, hãy gào thét lên cho người đời thương tiếc. Những ai đã chết vì yêu đương nên giữa tuổi thanh xuân phải cam gục ngã bên đường. Hãy kêu sao cho thấu chúa tỉnh Đô Dương,
thét gào sáo với vợ tan cung điện. Vì điện ngọc cung son là ngục toàn đen, tôi đã chôn chặt cuộc đời và giết chết mộng yêu đương. Đừng nguyền sủa Tĩnh Đô Vương hỏi tên tử tổ Si Tình. Còn con bé này, trước kia ta chẳng tin lời Đặng Thái Phi, vì ta cho nó là ghen tức. Nay ta đã nhìn tận mắt bà Tần Phi với tên tử tội Tư Tình. Câu lạ lời còn văng vẳng trong cung, nơi ngục thất sanh tâm đúng mà. Tĩnh Đô Vương, ngài đã lầm. Yêu thương giữa tôi và ngài mới là trên đầu mối chót lưỡi. Vì tâm hồn ngài già cỗi lại bao bọc bởi bạc nén vàng thoi, thì làm sao hiểu thấu đáo con người. Khi họ sống bằng trái tim chân thật, tôi và Đặng Thanh đã yêu nhau từ thuở trước. Chính ngài đã dùng quyền lực bóp chết tình của chúng tôi. Yêu nhau à? Vì tình nghĩa của chúng bấy bà, ta phải bẻ bàn duyên mai trúc. Bởi thế chúng bấy sẽ chết vì đã ngang nhiên đi trên đau khổ của ta. Biết đau khổ sao ngài không trọng sự đau khổ kẻ khác? Hãy im đi, đừng thỏa mãn. Chúng bay sẽ chết, nhưng ta chẳng cho chúng bay được chết chung tình. Ngục tù này là căn nhà vĩnh viễn của con bé Bội Tình. Tĩnh Đô Vương, ngài tàn nhẫn đến thế sao? Ngài quên rằng tôi là... là bà Tần dâm loạn. Đừng nói nữa, tim ta đang cuồng loạn ghen hờn. Còn Đặng Thanh, ta tha cho việc cố quán vàng bạc, ta sẽ cho nó về cưới vợ làm ăn. Cảm ơn ngài, tôi không muốn cô đơn. Ngài hãy cho tôi chết ở đây với người tôi yêu mến. Thôi im đi, nhà lao xích sắt không phải là duyên nợ. Cấm vệ quân, mở xích xiềng cho hắn và đuổi ra khỏi cửa thành Tây lập tức. Thượng công! Thượng công ơi, sao nỡ chia rẽ đôi phương cho lễ đoan trường. Thấm ức nẻo ly tan, sầu theo tiếng cổ nhịp đêm âu, như quán than nẻo tôi của ngục tù. Tử thần đâu đây hay lối về vinh quang của kẻ gian chết chung tình. Xem kinh quyền lực tình đi, đừng kêu hành ta Trần Thị Lan. Ngục tù là lỗi vinh quang, nàng sẽ sống nghìn năm trong ngục tôi. Lan ơi, em ơi, đừng khóc nữa. Dù ta có khóc than, đời xuân xanh dầu che đôi đường hay cùng chết đau thương, ta vẫn sung sướng được chung tình. Họ đã sanh ra đường quyền quý, tôi thường
không ân hận, vẫn thản nhiên cười vui trên đau khổ của muôn người. Cẩm Diệu Ương, đóng cổ hắn đi, mau lên. Em làm. Ê. Hãy thét lên chú Quốc Hận ngập tàn nhưng chung thủy. Hãy gào lên chú sụp đổ ngục tù. Rồi hãy im đi chú liễm chết môi hận nghìn thu. Một đổ vỡ với quý quyền của Trịnh Chúa. Tình Đô Dương, Tình Đô Dương, trời ơi. Ngục tù sẽ đóng kín muôn đời. Anh Thanh, cửa ngục sẽ đóng kín muôn đời. Trời ơi, tiếng cười gian dối của kẻ tử tù của sự sống, hay đó là tiếng gào thét của tử thần? Trong âm thanh tôi nghe rên rỉ của oan hồn vì yêu đương đã liệm chết trong tù ngục. Anh Thanh ơi, em không đủ sức phá tung cửa ngục để ôm chầm lấy anh, để nghe tiếng thổn thức của con tim. Mẹ ơi, từ đây chắc là con đành vĩnh biệt mẹ hiền. Có lệnh của Đặng Thái Phi, hãy mở cửa ngục mau lên. Dạ, mời lệnh bà vào. Đặng Thái Phi, bà đến đây quá muộn. Không, em là cung nữ Kim Tâm. Kim Tâm, em để chị chết đi cho yên phận một đời đau khổ, còn trở lại đây làm gì nguy hiểm cho em? Lệnh bà phải sống, em đã nghe rồi, vì thế phải đến liền đây. Kim Tâm gọi tôi là lệnh bà chi cho cay đắng. Em đã trộm rình nghe rõ đầu đuôi, đến nài nỉ với khế trung hầu nhờ người thương tình giúp đỡ. Đây là thẻ xuất lệ, đây là lồng đèn cung Đặng Thái Phi, và đây là áo thị nữ. Chị hãy mặc vào đi, mặc vào để thoát khỏi nơi đây. Khi trăng khuất nguyệt lầu, khi trong thành sáng ai, đêm xuống đã lâu rồi. Người vừa ngủ yên, chỉ ra về núi lại tơ duyên vẹn chữ nguyện, cho đôi lòng vui mộng qua niên. Ở đây em sống trong ngục tù cho một mối tình lớn hơn. Tâm ơi, tôi nỡ giả nào để em gánh đau thương, dầu chúng ta như ruột thịt, em hãy thương lấy đời mình, chỉ chết cho trọn với tình.
còn được thánh thời. Không, chị và anh Thanh là những người đang sống. Em đã bị giam thân nơi cung cấm, yêu đời đã chết hẳn từ lâu. Chị hãy đi đi, cho em nhắn với người mẹ vô phúc lời vĩnh biệt. Tâm, chị đi đi, đừng thương tiếc một người sẽ chết chinh quang. Còn chim xanh vỗ cánh trở về ngàn, sưởi hương cũ trên những đồi đầy quá nắng. Trời ơi, ơn của em như trời biển, xin cúi đầu vĩnh biệt người ơn. Vì trọng nghĩa đã khinh thường mạng sống. Đi đi, chị đừng binh rình, tôi sung sướng trong theo khuất canh quyên ương. Mau lên chị, hãy đi đi. Từ Giả Tăng, chị đi đây. Tâm, chị, em, chị, đi đi chị, mau lên, không kịp nữa rồi, đi đi, mau chị lên. Đi đây, dạ. Chị đi đây. Chị Lan, chị Lan. Chị Lan, chị đã đi rồi. Liệu độc dược mi sẽ giúp ta kết thúc đời mình trong ngục tù tắm tối và thoát khỏi cực hình của bảo chúa Tịnh Đô Vương? Tại sao? Em tôi đã chết rồi sao? Họ đã thoát trước khi được bà đến giải cứu. Tại sao họ lại trốn thoát được? Còn Kim Tâm, sao ngươi có mặt ở đây? Tôi có mặt nơi đây là để chết thế cho đôi tâm hồn họ đã yêu nhau. Kim Tâm, không phải là chuyện đùa cợt dễ dàng được. Giữa chúa Tịnh Đô Vương luôn luôn có những cực hình ghê rợn. Ghê rợn à? Tôi đã có cách để trả lời với Tịnh Đô Vương. Khi ngài đến đây thì tôi đã là... Là sao? Rồi đây bà sẽ thấy. Tôi sẽ rời khỏi những cực hình đau đớn của Tịnh Đô Vương. Đời tôi vạn kỷ không tàn phai hương sắc. Kim Tâm ơi, nàng là một cung nữ của tâm hồn cao cả, dám hy sinh cho kẻ khác được nảy nở tình yêu mà nàng đành quên đi tiếng kêu thương tha thiết của riêng mình. Sao nàng lại dám tự nhận lành cho mình một thảm khốc cực hình? Đời nàng còn trẻ còn tươi đẹp, tương lai vẫn đợi chờ nàng để kết tử một tình yêu. Nhựa sống ngày mai sẽ đắp cùi cho nụ hoa tình thêm chân. Tội của ta đã làm cho ai mái đầu xanh gian dở mới đắng giam thân giữa chốn lao tù. Giờ phút này tôi mới rõ lòng của lệnh bà vô cùng cao quý. Sự cao quý đã giúp tôi vươn lên trong hơi thở mỏi mòn. Kim Tâm, 20 xuân đời lâm bẻ bạn, trong phút chốc tôi thấy mình hiên ngang đi trên quy thế. Kim
bà. Kim Tâm ơi, ta đã hối hận và kính phục một tấm lòng vàng, một nghĩa cử sâu xa cao đẹp của người cung nữ tầm thương. Còn ta là một dương phi mà tâm hồn ti tiện, thì nay phải gánh chịu hậu quả đau thương. Đây, thẻ lệnh này nàng phải cầm lấy và mau rời khỏi nơi đây. Ta sẽ thay nàng ở lại đây để nhận lãnh cực hình của đô dương bạo chúa. Cầm đi em, đi đi. Tâm, trời ơi, nàng đã bình yên trong giấc ngủ. Đôi quyên ương kia giờ đây đã tung bay cao trên vùng trời. Lại nơi đây một linh hồn đang sám hối và một thi hài của tỷ nữ Kim Tâm. Thank you.
gió đùa nói nhau, thì thầm bảo rằng người tôi yêu dấu cũng thấy xe lòng mỗi lúc đêm về, chắc đó cũng vì chẳng nhớ lời thề. Hay là giấc ngủ đưa mình vào mê, đêm tan ngồi bơ vơ thở thân, nghe lòng sao đón nắng bao.